Xin chào tất cả anh chị, quay lại những cái chuyên đề và những chia sẻ của em về cái quá trình mà em làm việc trong thị trường chứng khoán, cũng như là những cái kinh nghiệm, cũng như là những cái tri thức hay là những cái vấn đề liên quan đến những cái cổ phiếu và nhận diện như vậy. Và em sẽ trao đổi với anh chị nhiều hơn về những cái góc nhìn về đa chiều hơn về thị trường chứng khoán. Chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng, nơi những chia sẻ mỗi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Hy vọng là có thể mang lại nhiều những cái giá trị hơn trong cái quá trình mà anh chị đầu tư vào nền kinh tế tư nhân và nền kinh tế thị trường, và em có thể mang lại được những cái sản phẩm tốt hơn trên được gửi đến các anh chị. Và hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về một cái trong những cái trường hợp như thế. Không nói nhiều về những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm cho cái quá trình mà mình đầu tư nữa. Em sẽ trao đổi với anh chị về những cái điều nó cụ thể hơn. Những điều cụ thể hơn này thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cổ phiếu của Vinamilk, và chúng ta đừng mua đổi giá cổ phiếu. Tại sao em lại trao đổi như vậy? Trong một cái bối cảnh là giá cổ phiếu Vinamilk đợt vừa rồi tăng tương đối tốt, do có một vài thông tin liên quan đến vấn đề về một cái sản phẩm của Vinamilk nó sang thị trường của Trung Quốc. Như em trao đổi với anh chị đó, trong cái quá trình đầu tư của mình thì cần một cái yếu tố về tốt và cộng về hấp dẫn. Hai yếu tố này á, khi mà nó đã dung hòa với nhau nó sẽ gia tăng tài sản của anh chị rất là tốt. Và hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau xem được coi cái doanh nghiệp này nó tốt hay nó hấp dẫn, và nó tốt hay nó hấp dẫn ở đâu. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cách nó rõ hơn. Để mà tìm được một cái doanh nghiệp mà nó vừa tốt nó vừa hấp dẫn trên sàn chứng khoán, nó như là một cái đại cát tìm vàng, và thực sự là anh chị nếu tìm được những doanh nghiệp mà nó vừa tốt và nó vừa hấp dẫn đó, đó là cơ hội đầu tư rất tuyệt vời của anh chị, và anh chị sẽ không gặp được nhiều trong đời đâu. Nên là hãy tận dụng những doanh nghiệp như vậy. Thì xem được coi Vinamilk có tốt và hấp dẫn hay không. Nếu mà để nói về tốt và hấp dẫn, em sẽ chỉnh lại một chút cho nó sáng hơn và nó rõ hơn. Nếu mà để nói về một cái doanh nghiệp tốt và hấp dẫn thì chúng ta sẽ đi như thế nào? Thế nào là một cái doanh nghiệp tốt? Và em sẽ đưa ra những cái đánh giá. Thứ nhất là có minh bạch tài chính hay không, cổ tức có ổn định hay không, sản phẩm có thân thiện hay không, ban lãnh đạo có tâm hay không, vay nợ có quá cao hay không, tiền mặt của doanh nghiệp nó có lớn hay không, và các chỉ số thân của doanh nghiệp nó có được đảm bảo hay không. Khi giải quyết được những cái bài toán này, chúng ta sẽ biết doanh nghiệp tốt hay không tốt. Đầu tiên, để nói về cái mức độ gọi là minh bạch của doanh nghiệp, KPMG là một trong những 4 đơn vị kiểm toán lớn nhất của kiểm toán độc lập Việt Nam, và Vinamilk là đơn vị doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán hiện tại đang ký hợp đồng với KPMG để mà kiểm toán hàng quý. Em nói là hàng quý nha, tại vì theo Ủy ban chứng khoán, một doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hoàn toàn có thể không cần phải ký các hợp đồng kiểm toán độc lập đối với các doanh nghiệp kiểm toán độc lập vào quý 1 và quý 3, chỉ cần bán niên vào 12 tháng một năm. Còn đối với Vinamilk là họ sẽ kiểm toán với KPMG trong hàng quý luôn. Thì em theo em được biết, đây là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán hiện tại đang làm điều này. Và tất nhiên là khi mà anh chị kiểm toán mà 4 quý luôn đó thì chi phí nó sẽ tăng. Nhưng tại sao mà một doanh nghiệp muốn chi phí tăng như vậy? Tại vì họ muốn minh bạch với cổ đông, họ muốn minh bạch với nhà đầu tư, họ muốn minh bạch với quỹ đầu tư, họ muốn minh bạch với là những nhà đầu tư nước ngoài, họ muốn minh bạch với các quỹ đầu tư nước ngoài. Chi trả cổ tức, cái này rất là đơn giản. Anh chị có thể vào cà phê, anh chị gõ cổ phiếu vào và chỗ cái lịch sử chi trả cổ tức và chi cổ phiếu thưởng này, anh chị sẽ coi được. Như em nói rồi, một cái doanh nghiệp mà niêm yết trên sàn lâu đời á, những cái data này nó sẽ dài hơn, và khi mà những cái danh data và cái dữ liệu của doanh nghiệp dài hơn như này thì mức độ tin tưởng của nhà đầu tư sẽ lớn hơn. Anh chị đến này từ năm 2007 này đến 2019 là 12 năm rồi, chúng ta sẽ có những cái dữ liệu của 12 năm đó để chúng ta xem được coi doanh nghiệp như thế nào. Mức chi trả của nó rất là ổn định bằng tiền, đa số chỉ là bằng tiền và cổ phiếu thì rơi vào khoảng 20%. Vậy thì sản phẩm của doanh nghiệp có thân thiện hay không? Theo em được biết, sản phẩm này cũng là một trong những sản phẩm rất là dễ dùng, dễ tiếp cận, và ngay cả như trong cái quá trình mà anh chị ăn cơm với gia đình và người thân vào buổi tối á, thì những cái quảng cáo của Vinamilk cũng xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình. Do đó, đối với những cái sản phẩm của Vinamilk thì tương đối dễ dùng, dễ tiêu thụ, dễ nhận biết, và cái giá trị thương hiệu của Vinamilk rất là lớn. Như hôm bữa em có trao đổi với anh chị về một cái chia sẻ của em về cái giá trị thương hiệu đó, thì em sẽ để ngay cái link ở ngay đường nhận xét bên dưới. Anh chị có thể đọc tìm lại những cái vấn đề liên quan đến doanh nghiệp về thương hiệu của một doanh nghiệp nó cũng rất quan trọng. Tại vì khi mà một doanh nghiệp có thương hiệu á, thì cái giá của cái sản phẩm nó hoàn toàn có thể bán giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Khi mà bán giá cao hơn thì biên lợi nhuận tốt hơn. Song song đó, những cái giá trị thương hiệu này nó sẽ dễ nhận diện với nhà đầu tư cũng như cổ đông hơn. Và khi mà doanh nghiệp, người tiêu dùng mà người ta dễ nhận diện thì cổ đông người ta cũng sẽ dễ nhận diện. Đây là một sản phẩm thân thiện, em phải khẳng định luôn, và tràn ngập trong các siêu thị. Lãnh đạo thì như thế nào? Đây là cô Michael Lim. Để nói về lãnh đạo á, thì em sẽ không có nhận xét. Hãy để cho những chính doanh nghiệp đó tự nhận xét. Chúng ta coi lịch sử mua bán của cổ phiếu sẽ được coi là các đơn vị lãnh đạo này họ có mua bán cổ phiếu hay không. Em sử dụng các dữ liệu của năm 2019 đến thời điểm xa nhất là năm 2017, thì trong vòng 2 năm trở lại đây thì chỉ có một vài quỹ đầu tư họ đăng ký mua cổ phiếu và đăng ký bán cổ phiếu.
Hoàn toàn thì những người trong thành viên hội đồng quản trị cũng như là những người trong thành viên ban tổ giám đốc không có động thái mua bán cổ phiếu. Thì khi mà không có động thái mua bán cổ phiếu chứng tỏ là họ tập trung cho doanh nghiệp. Họ tập trung cho doanh nghiệp như vậy thì làm cho cái doanh nghiệp đó nó sẽ tối đa hóa cái vấn đề về doanh thu, về lợi nhuận, về hoạt động dòng tiền, hoạt động kinh doanh. Và như vậy thì rõ ràng là lãnh đạo họ không có mua bán cổ phiếu, họ sẽ dành toàn tâm toàn ý, toàn thời gian để mà tập trung phát triển hoạt động kinh doanh. Và tất cả những cái thứ mà mua bán cổ phiếu này là do các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính. Và Vinamilk hiện tại cũng đang là cuộc chơi của các sân lớn rồi, tức là các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư lớn họ tham gia vào, họ tham gia vào cái đội ngũ của ban quản trị cũng như là ban điều hành của doanh nghiệp. Nhưng mà rõ ràng là thấy là ban lãnh đạo của doanh nghiệp thì không có đăng ký mua bán cổ phiếu. Yếu tố về tỷ lệ nợ, như em trao đổi với anh chị, một doanh nghiệp không vay nợ thì người ta gọi là bảo thủ. Một doanh nghiệp mà vay nợ lớn hơn 50% nó là rủi ro. Một doanh nghiệp lớn hơn 30% nó là một cơ cấu ổn định. Còn một doanh nghiệp mà có tỷ lệ nợ sắp xỉ khoảng 10% trên vốn, nó là một cơ cấu an toàn. Và chúng ta xem được coi tổng nợ của doanh nghiệp á thì nó chiếm 39%, nhưng mà vay nợ ngắn hạn và dài hạn doanh nghiệp chiếm khoảng 12%. Thì đây chính là nằm trong cái này này, cái cơ cấu tài chính an toàn, cơ cấu một cơ cấu tài chính rất là an toàn so với cái vấn đề về vay nợ của doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Và đa số những cái khoản của Vinamilk tập trung là vay nợ ngắn hạn, tức là các khoản nợ dưới 12 tháng. Và những cái khoản nợ dưới 12 tháng thì họ sẽ tập trung để họ giải quyết các đơn hàng. Đây là một cơ cấu nợ an toàn. Tỷ lệ tiền trên tài sản, thường thường một doanh nghiệp để kiếm một doanh nghiệp nào đó tỷ lệ tiền mà trên 10% tổng tài sản của doanh nghiệp, đó là một tỷ lệ vàng. Còn đối với Vinamilk thì sao? Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tức là các khoản tiền kỳ hạn 3 tháng đó, là cột màu xanh dương này. Và cái cột màu xanh dương này nó chiếm khoảng 27% trên cái tài sản. Tức là tiền và tương đương tiền so với tổng tài sản nó chiếm tỷ lệ là 27%, cao hơn rất nhiều con số 10% đáng mơ ước của nhiều nhà đầu tư, của nhiều doanh nghiệp. Nếu như anh chị không tin, anh chị hãy lục lại những cái danh mục anh chị đang đầu tư tại báo cáo tài chính và xem được coi mình tính toán một bài toán rất đơn giản: tiền cộng tương đương tiền chia cho tổng tài sản có lớn hơn 10% hay không. Trong khi Vinamilk là tiền và tương đương tiền chia cho tổng tài sản là chiếm 27%. Con số này là con số đáng mơ ước của rất nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Và em phải khẳng định điều đó trong cái quá trình em làm việc, em tiếp xúc cũng như em đọc báo cáo tài chính rất nhiều. Chỉ số thanh toán, tức là nợ thì thấp thì chỉ số thanh toán nó sẽ cao. Anh chị sẽ để ý này, các chỉ số thanh toán hiện tại và chỉ số thanh toán nhanh á là nó rơi vào khoảng 1.5 cho đến 2. 1.5 cho đến 2, tức là hoàn toàn có thể chi trả ngay lập tức hoặc là trong thời gian 3 tháng. Và những cái số tiền của doanh nghiệp hoàn toàn có thể quy từ tiền á, hoàn toàn có thể trả hết các khoản nợ ngắn hạn ngay lập tức. Tức là cái chỉ số thanh toán của doanh nghiệp tức thời này lớn hơn 1, chỉ số thanh toán nhanh và thanh toán hiện tại hiện hành từ 1.5 cho đến 2, tức là doanh nghiệp hoàn toàn có thể chi trả tất cả những khoản nợ đã có thể phát sinh trong một thời gian ngắn. Và cái câu trả lời của như thế nào là một doanh nghiệp tốt thì có lẽ là mọi người sẽ tự trả lời. Em đã đưa ra những cái dự kiến như vậy thì mọi người sẽ biết được doanh nghiệp này có tốt hay không. Bây giờ giải quyết bài toán thứ hai rồi, doanh nghiệp này có hấp dẫn hay không. Trước khi chúng ta quyết định mua hay bán, chúng ta hãy xem được coi doanh nghiệp này có hấp dẫn hay không. Để giải quyết được cái bài toán có hấp dẫn hay không thì em sẽ đưa ra cho anh chị những cái trường như thế này: tỷ lệ cổ tức chi cho thị giá có hấp dẫn hay không, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại có hấp dẫn hay không, định giá bằng phương pháp dòng tiền hiện tại có hấp dẫn hay không so với thị trường chứng khoán, và cuối cùng là giá trị sổ sách của doanh nghiệp so với trị giá hiện tại có giá hấp dẫn hay không. Thì chúng ta sẽ đưa ra được một kết luận doanh nghiệp này có hấp dẫn hay không. Đầu tiên đó là về gọi là mức chi trả cổ tức trên thị giá. Nếu mà người để ý, một năm thì Vinamilk sẽ trả khoảng 30% tiền, 30-40% tiền và có thể là 10% cổ phiếu. 30-40% tiền trên cái trị giá của doanh nghiệp là 127.000, tương ứng mức độ chi trả cổ tức đó khoảng từ 3-3.5%. Con số này không lớn, em phải cho lên luôn, 3.5-4% trên cái thị giá, con số này nó không lớn. Và so với lại cái tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thì con số này nó còn nhỏ hơn rất nhiều. Do đó gọi là mức chi trả cổ tức thì ổn định, nhưng mà mức chi trả cổ tức mà gọi là hấp dẫn đó thì không quá hấp dẫn. Tốc độ tăng trưởng, tức là cái G này này, nó rơi vào khoảng từ 5-10% một năm. Mọi người bữa giờ mọi người trao đổi với nhau nhiều về Vinamilk, đó là do đang phát triển ở mảng thị trường Trung Quốc. Bản thân họ đã có cái kế hoạch này trong vòng hơn một năm nay rồi, chứ không phải bây giờ họ mới phát triển. Họ đã phát triển một năm nay rồi, và hiện tại thì cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp nó vẫn chỉ đang tăng trưởng khoảng từ 3-5% về doanh thu và 5-7% về lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó
cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp nó đang ở một mức bình thường so với thị trường chứng khoán. Có rất nhiều doanh nghiệp, cái chữ G này này, so với rất nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nó có rất nhiều doanh nghiệp có thể đạt được hơn Vinamilk. Do đó với mức này em gọi là một cái mức tạm chấp nhận bình thường. Và mức độ hấp dẫn về giá thì như thế này, mình nói là một doanh nghiệp tăng trưởng bình thường, mình nói là một doanh nghiệp chi trả mức cổ tức cũng ổn định nhưng cũng bình thường, cũng không có quá cao, cũng không quá thấp, mình thấy là cũng bình thường. Thế thì mức độ hấp dẫn về giá như thế nào? Dựa vào cái dòng tiền hoạt động kinh doanh đó, tính đến cái ngày hôm nay là ngày 24/9 đó, giá cổ phiếu đóng cửa là gần 127.000. Thì với cái mức giá đóng cửa này thì anh chị phải đầu tư phải mất 21 năm mới lấy lại vốn, gọi là mức độ định giá dựa vào dòng tiền hoạt động kinh doanh. So với thị trường chứng khoán của sàn HOSE á là 16.8 năm, so với thị trường của sàn Hà Nội là khoảng gần 8 năm. Thì như vậy thì nó cao hơn so với mặt bằng của tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán ở cả hai sàn HOSE và sàn Hà Nội 24 năm. Như vậy thì em nghĩ là mức độ hấp dẫn về giá có hấp dẫn hay không? Thực sự là cũng không quá hấp dẫn so với thực sự với con số tốc độ tăng trưởng là 5-10%. Thà rằng là cái chỉ số PE này 21, nếu như doanh nghiệp tăng trưởng khoảng 20%-30% thì như vậy thì nó mới hấp dẫn. Còn anh chị bỏ ra 21 năm mà trong khi cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp chỉ rơi vào khoảng 5-10% thì như vậy đối với em nó chỉ là bình thường và nó không hấp dẫn. Giá trị sản xuất của doanh nghiệp thì như thế nào? Giá trị dòng tiền là 6.000 trên một cổ phiếu, còn giá trị sổ sách của doanh nghiệp là 16.600 đồng. Sao lạ vậy? Tại sao một doanh nghiệp Vinamilk lớn như vậy, bao nhiêu nhà máy như vậy, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia như vậy, tại sao giá trị sổ sách có vỏn vẹn 16.600? Tại vì nếu như anh chị để cái công thức của tính của giá trị sổ sách á, nó sẽ sử dụng cái tài sản cố định trừ đi tài sản vô hình, tức là tài sản hữu hình trừ đi tài sản vô hình, trừ đi các khoản nợ, trừ đi các khoản nghĩa vụ về thuế, đem hết tất cả cái này nè chia cho khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Lý do tại sao mà Vinamilk cái giá trị sổ sách nó chỉ là 16.600 đồng là vì khối lượng cổ phiếu bên ngoài nó quá nhiều, và khi mà khối lượng cổ phiếu bên ngoài quá nhiều thì giá trị sổ sách của doanh nghiệp nó sẽ thấp. Và so với con số thị giá hiện tại 127.000 và giá trị sổ sách là 16.600 đồng thì nhìn về cái cơ cấu tài sản của doanh nghiệp là thấy không hấp dẫn. Chỉ thấy hấp dẫn là thương hiệu quốc gia, dòng tiền mặt. Và rồi mọi người cũng sẽ tự giải quyết được bài toán doanh nghiệp này có hấp dẫn hay không. Nãy giờ em trao đổi với anh chị về tốt, có tốt hay không, hấp dẫn có hấp dẫn hay không. Và anh chị hơn ai hết anh chị sẽ là người tự trả lời được những cái câu hỏi đó. Vậy thì một cái doanh nghiệp như vậy mà giá cổ phiếu nó đã tăng, Nếu mọi người để ý giá cổ phiếu nó đã tăng khoảng đâu đó là được khoảng 5%-7%, từ giá dưới 120 đến bây giờ là 127. Và lý do tại sao mà giá cổ phiếu tăng á là do có một vài thông tin liên quan đến vấn đề là Vinamilk sẽ khai mở thị trường Trung Quốc. Nhưng như em nói rồi, cái thị trường Trung Quốc là cái thị trường mà Vinamilk đã nhắm tới ở đại hội cổ đông năm 2017-2018 rồi, chứ không phải bây giờ. Cho nên là tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp em vẫn nghĩ rằng là duy trì ở mức từ 5-10%. Và với giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì theo em là không nên xem xét mua đuổi giá. Đừng mua đuổi giá một cái doanh nghiệp mà nó tốt nhưng nó chưa quá hấp dẫn. Hãy mua đuổi giá những cái doanh nghiệp nó vừa tốt mà nó vừa hấp dẫn. Đó là những cái doanh nghiệp bằng vàng. Còn những doanh nghiệp như thế này thì rất tốt nhưng tạm thời cũng chưa quá hấp dẫn thì không nên mua đuổi giá cổ phiếu. Vậy thì mua khi nào? Anh chị hãy sử dụng cái đường RSI này nha, em trao đổi anh chị rất nhiều lần. Cái chỉ báo này nó rất là hay. Chỉ báo nó rất là hay và nó sẽ kiểm soát được cái tâm lý sợ hãi cũng như là cái tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư. Và khi mà anh chị đầu tư những cái doanh nghiệp theo một cái sự tăng trưởng ổn định và bền vững á, đừng bao giờ bị hưng phấn, đừng bao giờ đi mua đổi giá, đừng bao giờ mua khi mà giá cổ phiếu nhiều người cũng mua theo. Hãy mua khi mà người ta không dám mua cổ phiếu, hãy mua khi mà giá cổ phiếu giảm mạnh, hãy mua khi mà thị trường giảm mạnh, đừng mua đổi giá cổ phiếu. Trên là hơn ai hết, đó là những cái ý nghĩa của cái những chia sẻ của ngày hôm nay. Tất cả những cái chia sẻ này hy vọng là mang lại được nhiều kiến thức và những cái giá trị nhất định cho cái quá trình mà anh chị đầu tư chứng khoán. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí giao dịch 0.15%, em tin đây là mức phí hấp dẫn nhất trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu. Để tham gia các khóa đào tạo của em tại Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, khóa này sẽ kéo dài 2 buổi vào thứ bảy, chủ nhật. Khóa này cũng có thể tồn tại dưới dạng online vào tối thứ ba, năm bảy từ 7 giờ đến 9 giờ. Nội dung của khóa đó là xuyên suốt là tạo cho anh chị được một cái danh mục đầu tư bằng một cái phương pháp, bằng một cái nội lực của anh chị để anh chị có thể tự độc lập để đầu tư trong những năm tiếp theo. Và cuối cùng khi mà anh chị đầu tư có thể là chưa hiệu quả, có thể là tốn quá nhiều thời gian, anh chị hãy thử liên hệ sản phẩm quản lý tài sản đầu tư của em
Mọi chi tiết xin hệ Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.